Rồi chào tất cả các bạn khối 9 nha. Thì hiện tại năm nay về thì định tổ chức họp. Hiện tại là mới có được mấy bạn thôi. Mình thì lên trước để chuẩn bị đồ nghề đó, máy để các thứ để quay lại cái khoản khách khác để cho các bạn xem. Hiện tại năm nay mới còn được mấy người thôi. Đây, hai người đẹp duy nhất và một bà chủ trong kia. Mình sẽ vào quay nhá. Ở quán Khuyên Phượng. Hai mâm sẵn sàng để chờ đón các bạn khối 9. Hiện tại là đã sẵn sàng hết rồi mà chưa đông đủ lắm. Và được cả Duẩn này, Long này, Hải Đức này và Hương Mai. Đây, vừa là bà chủ quán, vừa là bạn học nhá. Đây, bạn 4 vất vả. Đây. Chủ quán. Đồ nghề sẵn sàng rồi. Chờ các bạn đến thôi. Nói cái đấy là nói kiểu cun nữa đó. Nói đòi nộp tiền phạt đi. Đúng không? Sắp đông rồi. Ngồi dần là vừa đây. Đây chắc là chuyển sang bấm dần là vừa đi. Vừa nói chuyện vừa chờ hồi nữa. Không. Thank you.
đây là đặt phòng bên cái gì ở đấy. Sao nhỉ? Sao nhà Tuấn không được? Là gia đình khu 9 là sẽ vào và buổi tiệc chính nha mọi người nhá. Đây. Đấy các bạn ơi. Đi đâu? Vào đó đi, ngồi đi. À đi chứ nữa. Ra đứng ngoài mình đi. Ôi nhiều quá. Ô mình đi. Quay mình. Rồi. Tưởng đông mà đông không tưởng á. Mở ủ ra xem không? Lập trường à? Vào đây. À, con em gì yêu. Mật nhỏ như xưa hay. Vẫn nhỏ như xưa. Thôi chứ được. Chuyển hệ đi. Chuyển hệ sang mâm đi. Tất cả các bạn chuyển sang bên mâm đi. Ta cần ngồi xen kẻ đi. Hả? Diệu ơi. Tao có ý kiến là ngồi xen kẻ đi. Đừng ngồi gái riêng, trai riêng. Ngồi đi, chuẩn ơi, sắp xếp đi. Ngồi xen kẻ mới vui. Ngồi đi, Diệu ơi. Ngồi đi. À, là đang làm hai mâm để gặp cờ bạn bè vui chín nha mọi người nhá. Ngồi bàn chiều ngồi đi. Có bàn mâm mà mày chẳng cái chân này rụn nó hay. Chẳng cái chân lên rụn. Cả ngồi khác cái thằng. Ở Đức sắp xếp đi. Ngồi trên kè cho vui. Ngồi đây, bạn đi kiên. Ngồi đây, xin giờ ra đi. Một trái một gái á. Thôi, đến khi. Ngồi đi. Thì đây làm cái công tác gì đã. Bà mầm ơi. Ủa, mình mình làm bùi bà luôn. Gần 20 năm rồi. Mới được họp lớp lần đầu tiên này. Ra đi. Mấy chị em đang ở trong đây. Mấy chị em đang làm trong đây. Lên đây. Giấu bỏ sang đây rồi nó được đây. Ừ.
Tuấn em vô đây. Chưa uống rồi, chuẩn bị lộ rõ nguyên hình rồi đó. Ôi, ngồi đi mà tình cảm ý. Chắc có lẽ mày bỏ cái này, bỏ nó một cái bàn lên. Diểu ngồi xuống, ngồi cánh vợ đây. Ngồi xuống cánh vợ mới không được. Rồi chắc xin tạm dừng video đây nhá. Mua xét kè mới vui. Xét kè mới vui. Xét kè mới vui như này. Hồi xưa thầy cô cũng xét kè chứ nữa.
đang diễn ra. Thì xin chúc những người bạn mà không xem được video clip thì năm sau sẽ cố gắng hơn. Thì năm nay thì mình làm một cái video ngắn để cho mọi người xem. Chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe nhá. Rồi đó. Nhìn bố cho tái nhỉ. Đấy, đứng vào đây mình quay nhá. Đó, đỏ luôn. Quá đỏ luôn. Yeah.
lưu nhảy và hát nha mọi người nhá. Video của mình chắc cũng quay một tí rồi mình sẽ tạm dừng ở đây. Thì video dành tặng cho tất cả các bạn khối 9 2003 và khối 9 của mình xin sẽ dừng ở đây. Thì các bạn vẫn chơi trong kia, mình sẽ chào tất cả các bạn.